Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến việc điều trị chính là cấu trúc da. Cấu trúc da phụ thuộc vào cơ địa, tuổi tác và việc chăm sóc da của bạn trong một khoảng thời gian dài. Để đánh giá một làn da khỏe, một cấu trúc da thật sự tốt cho việc điều trị thì sẽ dựa trên những yếu tố, đó là mức độ căng bóng của da, độ đàn hồi, màu sắc da cũng như là độ ẩm trên da. Đối với những bạn có cấu trúc da tốt thì hiệu quả điều trị sẽ rất cao. Tuy nhiên, đối với những bạn có lỗ chân lông to, da dầu, da chảy xệ, kém săn chắc thì hiệu quả điều trị cũng sẽ kém hơn. Ngoài ra, đối với những người trẻ thì cơ chế lành thương cũng như đáp ứng với việc điều trị sẽ tốt hơn so với những người lớn tuổi. Đó là lý do tại sao mà các bạn nên điều trị càng sớm càng tốt, vì lúc trẻ hệ thống collagen của cơ thể còn săn chắc và đáp ứng với việc điều trị sẽ tốt hơn.